Chào các bạn nhé. Nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 200 đồng token Speed Drop. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng khung phát hành là 1 tỷ. Đã có 2.333 tài khoản holder. Đã phát sinh 5.722 này giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop nhé. Link truy cập website được gửi ở dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chắc là chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract ngành ở đây nhé. Hoặc quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token nào vào ví giúp mình nhé. Bước tiếp theo nhé, thêm token. Rồi, sau khi đã thêm địa chỉ token vào ví thì các bạn quay trở lại website gramma.drop.net này. Truy cập vào bước 2 để nhận token nhé, cái link rút gọn đây. Chương trình AdaDrop nó sẽ kết thúc vào 26 ngày nữa nha. Rồi, các bạn là cho xong phần bên dưới thôi giúp mình. Ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0.01 BNB mua cái đồng này để tích trữ chờ cơ hội nhiều lần tài khoản. Và nếu bạn các bạn cần làm các bạn nhấp vào phần này yêu cầu nó ra đây drama cho tóc này thấy có cái đôi ví các bạn cái rất tiếp theo cái đối thì ra là 0.00565 BNB các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý rồi, các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website drama.net nha để cập nhật những dự án ít những token mới nhất được bên mình update trên web hàng ngày. Còn nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch ba lần, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch chọn đời nhé. Có nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác các bạn có thể vào đây đăng ký. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim và nhận được 200 đồng token SpeedSwap. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video sẽ được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.